Xin chào các bậc phụ huynh và các bé. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bậc phụ huynh cùng các bé chơi trò chơi, đó là trò chơi ghép tranh. Để chơi được trò chơi ghép tranh thì hôm nay cô đã chuẩn bị một bức tranh đã được vẽ sẵn và một chiếc kéo. Nào, bây giờ chúng mình hãy cùng nhau chơi trò chơi nào. Đầu tiên, bố mẹ hãy giúp trẻ cắt bức tranh ra thành nhiều mảnh với hình dáng và kích thước khác nhau, như là có thể cắt ra thành hình tam giác này, hoặc là hình chữ nhật này, hoặc là hình zig zag này. Sau khi cắt xong thì chúng mình hãy cùng nhau xáo trộn hết tất cả các mảnh ghép này lên với nhau nhé. Vậy là cô đã ghép xong được một bức tranh hoàn chỉnh rồi. Ở nhà bố mẹ cũng có thể lấy những bức tranh từ trong những tờ báo hoặc những quyển vở đã qua sử dụng để cắt ra cho trẻ ghép. Trò chơi ghép tranh không chỉ rèn luyện tính kiên nhẫn, khả năng tập trung cao của trẻ mà còn cho trẻ thông minh hơn, nhanh nhẹn hơn. Trò chơi của cô đến đây là hết rồi. Chúc các bé chơi trò chơi vui vẻ, ở nhà chăm ngoan, mạnh khỏe, nghe lời ông bà bố mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bé trong những video lần sau.